Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngôi chùa nhiều năm không đốt vàng mã. Cần tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các di tích mùa lễ hội. Nhiều hoạt động văn hóa tại lễ hội Hải Thượng Lãn Ông. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự cần loại bỏ hủ tục đốt vàng mã. Danh tướng Đinh Điền và đền thờ Kim Đằng sẽ là phóng sự trong mục Tinh Hoa Phố Hiến. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, cán bộ và nhân dân thị trấn Yên Mỹ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công tác trùng tu tôn tạo đền Ông Tố, hay còn gọi là đền Vĩnh Hưng. Đây là ngôi đền cổ nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng. Bằng nguồn vốn xã hội hóa của nhân dân địa phương, được sự cho phép của các cơ quan quản lý văn hóa, sau gần 9 tháng thi công, ngôi đền đã được phục dựng lại theo lối kiến trúc cũ, nhưng tất cả các cấu kiện kiến trúc đều là bằng gỗ lim và đá xanh Thanh Hóa. Đền Vĩnh Hưng tọa lạc tại thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, đền thờ thần Pháp Vân, một vị thần trong hệ thống thờ tứ Pháp của người Việt. Đền còn thờ Thạch Quang Vương Phật, đây là các vị có công giúp cho nhân dân được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Theo thần phả tại địa phương thì ngôi đền được xây dựng từ rất sớm và đã trải qua nhiều lần trùng tu. Lần trùng tu này vẫn theo lối kiến trúc cũ, hình chữ đinh, gồm 5 gian đại mái và hậu cung. Toàn bộ mặt bằng đền rộng 320m2 bằng kiến trúc gỗ với các hàng cột to bằng gỗ lim liên kết với nhau bằng các bộ vì một số hạng mục được xây dựng bằng đá xanh với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Nguồn vốn xây dựng được xã hội hóa, không phân bổ, không bắt buộc nhân dân đóng góp. Người có công lớn đóng góp trùng tu đền là gia đình ông Đặng Ngọc Chuyển, gia đình ông Đỗ Xuân Hoa và gia đình ông Nguyễn Thế Tường ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ. Là ngôi chùa thu hút hàng trăm du khách thập phương tới tham quan chiêm bái mỗi ngày, chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đã có nhiều biện pháp tuyên truyền nhắc nhở người đi lễ không giải tiền lẻ, đặt và đốt vàng mã trong chùa. Năm nay, nhà chùa đã đặt thêm hòm công đức ở các ban thờ, đồng thời cử người thường xuyên kiểm tra, nếu thấy du khách nào đặt tiền lẻ thì sẽ nhắc nhở và hướng dẫn bỏ tiền vào hòm công đức, tạo cho người đi lễ thói quen đặt tiền giọt dầu, tiền công đức đúng chỗ, đúng quy định, không tự ý giải tiền lẻ ra khắp các ban thờ. Một điểm tích cực nữa tại chùa Nôm là ở các ban thờ hầu như không có hiện tượng du khách đặt vàng mã rồi sau đó đốt ngay tại chùa. Nhà chùa cho biết nếu du khách mang vàng mã vào lễ thì nhà chùa không nhận. Điều này đã tạo sự văn minh ở nơi tâm linh cũng như hưởng ứng thực hiện công văn số 31 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay tại chùa Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, nhiều Phật tử đã bỏ tục đốt vàng mã. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại vào ngày rằm tháng Giêng. Các Phật tử đến lễ chùa mang theo lễ vật nhưng tuyệt nhiên không có vàng mã. Với các Phật tử ở đây, đi lễ Phật cốt là cái tâm hướng Phật. Khi xây dựng kiến thiết, nhà chùa cũng không xây dựng lò hóa vàng và hướng dẫn các Phật tử không nên đốt vàng mã. Nhiều người dân cũng đã bỏ tục đốt vàng mã tại gia đình, vừa tiết kiệm chi phí lại bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Mùa lễ hội tại các di tích thường tập trung đông người, nhiều hàng quán cộng với đốt vàng mã, cho nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra công văn số 91 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2018, trong đó chú trọng đến công tác phòng cháy, chữa cháy tại di tích và lễ hội. Tỉnh ta có nhiều di tích và lễ hội diễn ra đầu xuân, vì thế ngay từ đầu năm 2018, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch số 32, chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết và lễ hội xuân. Mặc dù tại các lễ hội diễn ra trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy nào, tuy nhiên mùa lễ hội còn dài. Để đảm bảo an toàn, ngoài sự vào cuộc của công an, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích và ban tổ chức lễ hội cần thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, trang bị đầy đủ bình cứu hỏa, thùng nước, v.v. Đồng thời hướng dẫn người đi lễ không thắp hương và đốt vàng mã trong di tích. Bệ đá hoa sen ở chùa Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang
là một trong 7 bệ đá hoa sen cổ trên đất Hưng Yên có giá trị cao về mặt mỹ thuật, thể hiện nghệ thuật chạm khắc tinh xảo của ông cha ta. Do phía dưới bệ đá trước kia là căn hầm thời kháng chiến chống Pháp, bên trên lại là hệ thống tượng thờ khá nặng làm cho bệ đá bị lún và nứt khá nhiều. Vì không có khả năng tu sửa nên từ lâu nhà chùa đã chát lại các vết nứt bằng vữa và xi măng, khiến bề mặt bệ đá bị ảnh hưởng khá nhiều, không đảm bảo yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật. Đây được coi là những di sản văn hóa rất có giá trị nên mong các ngành chức năng có phương án tu sửa. Tại lễ dâng hương tưởng niệm 227 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao vui nhộn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cộng đồng dân cư và du khách thập phương. Các hoạt động như hát quan họ, giao lưu thi đấu cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, xin chữ đầu xuân v.v. diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương và du khách tham gia lễ hội. Đặc biệt, tại lễ hội năm nay, tục đốt vàng mã đã giảm đáng kể, không có các trò chơi cờ bạc, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo để lễ hội diễn ra an toàn. Lễ hội Đền Ủng, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi là lễ hội lớn của tỉnh, đặc biệt năm nay là lễ hội nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018. Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo cần kiên quyết xử lý tình trạng bán hàng nhếch nhác tại các di tích và lễ hội, nhưng thực tế, ghi nhận ngay trong ngày 14 tháng Giêng âm lịch, tức là vẫn trong ngày chính hội, tại sân chính của đền tràn ngập các hàng quán bày bán công khai, ngay cổng vào sân đền cũng không thiếu các hàng quán ăn uống như vậy. Nhu cầu mua bán của người dân vẫn được tôn trọng, nhưng cần có khu bán hàng riêng được quy hoạch hợp lý, chứ không nên để hàng quán ảnh hưởng đến khuôn viên di tích và lễ hội như vậy. Việc xử lý cần dứt điểm chứ không nên nể nang tạo tiền lệ xấu. Thưa quý vị và các bạn, đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. Thế nhưng, từ lễ bạc lòng thành, giờ đây không ít người đã làm biến tướng tục lệ này. Từ một nét đẹp văn hóa truyền thống, giờ đây đi lễ đầu năm đang có dấu hiệu của hoạt động mê tín dị đoan khi người dân tiêu tốn rất nhiều tiền bạc vào các vật phẩm vàng mã. Đây là những hình ảnh nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được tại Đền Mẫu, thành phố Hưng Yên. Tại đây đang diễn ra khóa lễ dâng sao giải hạn đầu năm của hơn 50 hộ gia đình. Để phục vụ cho khóa lễ, đã có hàng trăm đồ mã được mang đến di tích với đầy đủ các loại từ tiền vàng đến ngựa giấy, voi giấy, thuyền giấy, hình nhân thế mạng, tiên cô, hình mẫu. Trong đó có nhiều đồ mã có kích thước lớn và có giá cao như ngựa giấy, voi giấy, giá cả từ 700 tới 800 nghìn đồng một con. Để có được những đồ mã đa dạng như thế này, các gia chủ đã phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Mỗi gia đình đóng góp là tùy tâm, người nào nhiều đóng nhiều ít đóng ít tùy tâm ấy, dăm 7 triệu, chục triệu gì đấy. Số tiền để chi cho những thứ hàng mã này lên đến hàng chục triệu đồng. Thế nhưng khi khóa lễ kết thúc, các đồ lễ này lại được cho vào lò hóa vàng như thế này. Vậy là hàng chục triệu đồng chỉ sau vài tiếng đồng hồ cũng chỉ còn là khói bụi nghi ngút. Mặc dù ban quản lý di tích năm nào cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng vàng mã trong khuôn viên di tích, nhưng năm nào tình trạng này cũng tái diễn. Những cái đồ hàng mã đến lễ tại đây thì hầu như là do người dân họ mang đến đây. Và trước khi họ mang đến đây lễ thì chúng tôi cũng tuyên truyền về cái việc là không nên đốt sử dụng hàng mã nhiều trong các di tích. Tức là mình cũng không thể luôn là để du khách không đốt vàng mã nữa mà hạn chế dần dần cái việc đốt vàng mã. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền sử dụng ở trên loa. Còn đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại Đền Bà Chúa Kho, thành phố Hưng Yên. Tại đây cũng đang diễn ra khóa lễ dâng sao giải hạn của 60 hộ gia đình. Theo như tìm hiểu, để sửa soạn cho mâm lễ này, mỗi hộ cũng phải bỏ ra từ 3 tới 4 triệu đồng. Trong đó số tiền bỏ ra để mua đồ mã cũng lên đến cả chục triệu. Và rồi khi khóa lễ kết thúc thì số tiền này cũng lại trở thành khói bụi nghi ngút, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm không khí. Là đốt như thế nó rất là tốn tiền tốn của cho gia đình, nó ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Không chỉ tại các di tích mà tại nhiều hộ gia đình, việc đốt vàng mã đã trở thành một thói quen. Cứ tuần rằm mùng 1, những ngày dỗ chạp, đồ lễ không thể thiếu là vàng mã. Nhà ít thì vài ba đinh tiền vàng, nhà nhiều thì đầy đủ cả quần áo, ngựa xe, nhà lầu, xe hơi, điện thoại. Cứ trần sao thì âm vậy. Gia đình nhà tôi là cũng đốt thì mong muốn để cho các cụ nhận được. Với cách nghĩ người sống có cái gì thì người chết có cái đó, nên tục đốt vàng mã mới bị biến tướng. Trước thực trạng đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn số 31 với nội dung Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.
nhưng dường như tình trạng sử dụng vàng mã tại các di tích trên địa bàn tỉnh ta vẫn không giảm. Theo như tôi nghĩ là giáo hội đưa ra đúng lúc, đưa cái công văn đấy ra rất là hợp thời. Không có giáo lý Đức Phật nào dạy đốt vàng mã. Đấy nó chỉ là do cái nguyện vọng của những người dân. Tục lệ đốt vàng mã bắt nguồn từ hủ tục đốt vàng trong đám tang của người Trung Quốc. Ý nghĩa ban đầu chỉ mang tính tượng trưng, tùy táng theo người chết mà thôi. Nhưng lâu dần, việc này giống như một thói quen, người ta cứ sử dụng mà không hiểu ý nghĩa là gì. Chính vì thế nó mới bị biến tướng và lạm dụng như ngày nay. Và cuối cùng hình thành tâm lý, người sống có cái gì thì người chết có cái đó. Đây là một hiện tượng xã hội xấu, chính vì thế chúng ta cần tuyên truyền để loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tránh lãng phí, gây ô nhiễm môi trường. Đền Kim Đằng tuy không phải là danh thắng nổi tiếng của phố Hiến Hưng Yên, tuy nhiên ngôi đền lại gắn liền với nhân vật lịch sử, một danh tướng của vua Đinh Tiên Hoàng, dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất Giang Sơn, đó là Đinh Điền. Ông là một trong Giao Châu Thất Hùng, tức là 7 người anh hùng nổi tiếng của đất Giao Châu xưa. Tương truyền, làng Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên xưa là vùng đất của tướng quân Đinh Điền. Cũng tại nơi này, ông cùng phu nhân và các tướng lĩnh dưới trướng xây dựng doanh trại bảo vệ Giang Sơn. Cố đô Hoa Lư với đất nước Việt Nam ngàn năm lịch sử vẫn còn lưu giữ những ký ức quan trọng của quá khứ mà ngày nay người dân đất Việt vẫn tiếp tục tìm hiểu và cảm nhận để thấu hiểu hơn những thông điệp mà tiền nhân đã để lại cho hậu thế. Một trong những câu chuyện quan trọng về triều đại Đinh Tiên Hoàng đế vào thế kỷ thứ 10 được người dân ghi nhớ và trân trọng, đó là câu chuyện lịch sử về vị tướng tài ba có tên là Đinh Điền. Theo sử liệu, các thần phả, thần tích và truyền thuyết dân gian thì danh tướng Đinh Điền sinh năm 924 và mất năm 979, quê làng Đại Hữu, nay là xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là một trong những vị khai quốc công thần của nước Đại Cổ Việt, người tận trung tận nghĩa với nhà Đinh. Khi còn nhỏ, ông là bạn thân của Đinh Bộ Lĩnh, thường đi chăn trâu với nhau. Họ đã cùng đám trẻ chăn trâu lấy hoa lau làm cờ, khoanh tay làm kiệu, suy tôn rước Đinh Bộ Lĩnh lên làm chúa, thu phục các đám trẻ chăn trâu ở các làng khác. Lớn lên, ông cùng Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Trịnh Tú theo phò giúp Đinh Bộ Lĩnh trấn giữ động Hoa Lư chống lại nhà Ngô. Đối với Đinh Điền, chúng ta thấy nổi bật lên hai vấn đề. Một là ông tận trung với một quốc gia. Vận mệnh quốc gia không thể bị đe dọa bởi cái cát cứ, cho nên ông đã sát cánh với Đinh Tiên Hoàng và những cái vị tướng khác để tiêu diệt loạn 12 sứ quân. Năm 965, nhà Ngô mất, ông cùng các chiến hữu phò giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Ông được giao chỉ huy 10 đạo quân đi thu phục đánh dẹp các nơi. Phu nhân của ông là bà Phan Thị Môi Nương ở trang Đằng Man, nay là phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Bà đã cùng theo chồng đánh giặc, có lúc bà cải trang trà trộn vào doanh trại địch để hậu thuẫn mở cổng thành cho quân của tướng quân Đinh Điền tiến vào đánh phá thành. Bà đã đóng góp nhiều công lao cùng chồng phụ giúp Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp 12 sứ quân thu Giang Sơn về một mối. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, xưng đế hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, đặt tên nước ta là Đại Cổ Việt, niên hiệu là Thái Bình, với ý nghĩa nước Việt to lớn Thái Bình, xây nền độc lập tự chủ, sánh ngang hàng với các triều đại phong kiến phương Bắc. Khi vua Đinh xét khen thưởng những người có công lao, tướng quân Đinh Điền được vinh phong đệ nhất công thần. Trong tứ trụ triều đình lúc đó có 4 ông là Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú và Lưu Cơ. Ông được cử giữ chức ngoại giáp, tức là coi việc bên ngoài. Cũng theo thần phả còn lưu giữ thì ông còn giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều, cùng trông coi quốc sự giống như chức tể tướng. Năm Kỷ Mão 979,
vua Đinh Tiên Hoàng cùng con trai trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn bị độc độc sát hại. Triều đình tôn Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi kế vị. Lê Hoàn cùng làm nhiếp chính đại thần, sau đó tự xưng là phó vương, mọi việc trọng sự đều do tay Lê Hoàn quyết định cả. Cho rằng Lê Hoàn có ý đồ thoán đoạt, ông đã bàn với Nguyễn Bặc, Phạm Hạc cùng một số trung thần khác bỏ quan về ở ẩn để mưu tính chuẩn bị cho đại sự. Về thời gian diễn ra trận chiến và cái chết của tướng quân Đinh Điền, các nguồn sử liệu ghi có khác nhau. Sử sách thống nhất ghi việc này diễn ra vào cuối năm 979. Thần phả ở Ninh Bình ghi diễn ra ngày 20 tháng 4 năm Canh Thìn, tức ngày 5 tháng 6 năm 980. Một số thần phả khác lại cho rằng ông cùng vợ là bà Phan Thị Môi Nương bị thua trận, quân tan nát hết nên cùng nhau tự vẫn vào ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Mão, tức ngày 12 tháng 12 năm 979, chứ không phải bị tử trận. Tướng quân Đinh Điền được thờ làm thành hoàng của nhiều làng xã ở miền Bắc, được lập đền thờ ở nhiều nơi, trong đó có đền Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Ngôi đền được xây dựng trên nền đất của đại bản doanh của ông khi xưa. Đền Kim Đằng thờ tướng quân Đinh Điền cùng vợ là Phan Thị Môi Nương. Theo thần phả tại đây có ghi, Đinh Bộ Lĩnh giao cho ông chỉ huy 10 đạo quân đi thu phục các sứ quân khác. Khi đến trang Đằng Man, nay là thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, thấy địa thế đẹp, ông liền cho đóng quân, dựng đại bản doanh và chọn 3 người, họ Phan, họ Phạm và họ Nguyễn, ở trang Đằng Man làm gia tướng, chọn người con gái họ Phan là Phan Thị Môi Nương làm vợ. Bà đã nhiều lần tham gia đánh giặc cùng chồng, lập nhiều công lớn. Khi Đinh Điền và phu nhân từ trần, nhân dân nơi đây nhớ ơn ông bà nên đã lập đền thờ trên nền doanh trại xưa. Đền còn phối thờ 3 vị gia tướng của ông là họ Phan, họ Phạm và họ Nguyễn. Hiện tại, đền còn lưu giữ được 11 đạo sắc phong của các triều vua ghi công lao của tướng quân Đinh Điền cùng phu nhân. Tương truyền, ngôi đền được xây từ thế kỷ thứ 10 trên mảnh đất thiêng mà ông đã từng đóng đại bản doanh với thế Thanh Long Bạch Hổ trầu về, phía trước là hồ rộng lớn. Sau 10 thế kỷ được xây dựng, ngôi đền đã qua nhiều lần trùng tu, lần gần đây nhất là vào năm 2003. Hiện nay, đền Kim Đằng còn giữ được nhiều nét kiến trúc thời Hậu Lê và thời Nguyễn. Trong đền còn lưu giữ được nhiều đồ thờ tự quý. Năm 1997, đền được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhìn toàn cảnh, đền có kiểu kiến trúc chữ đinh bao gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung. Tòa tiền tế được làm kiểu chồng diềm 2 tầng 8 mái, các đào mái đắp nổi đầu rồng, trên đường bờ nóc đắp hình lưỡng long trầu nguyệt, mái lập bằng ngói vẩy rồng, phần cổ diêm đắp 4 chữ Hán, đinh đại linh từ. Kết cấu các bộ vì kèo kiểu quá giang đơn giản được nâng đỡ bằng hệ thống cột vững chắc. Nối tiếp với tiền tế là 3 gian hậu cung lập ngói mũi. Kết cấu vì kèo kiểu con trồng đấu sen, trên các con giường được chạm nổi hình hoa lá cách điệu. Gian trung tâm đặt tượng tướng quân Đinh Điền và phu nhân Phan Thị Môi Nương được tạo tác trong tư thế ngồi tọa thiền. Ngoài ra, trong di tích còn lưu giữ một số bức hoành phi câu đối ca ngợi công đức của thần. Ông Chu Mạnh Trinh là án sát của tỉnh Hưng Yên. Thì ông có về qua vì tôn kính đức độ của Đức Đinh Điền cho nên ông mới tự tay. Ông viết một bức đại tự và một đôi câu đối để thờ Đức Thánh. Thờ Đức Thánh. Bức đại tự thì có 4 chữ là vạn đại cổ anh linh. Tức là một muôn đời sau vẫn còn linh thiêng. Đấy. Thế còn đôi câu đối. Đằng giang hiển thánh. Như sinh khí phách trấn sơn hà, nghĩa là làng đất Kim Đằng này mà Đức Đinh Điền đã hiển thánh ở đây, ngài như lúc còn sống khí phách vẫn còn lừng lẫy bốn phương.
Thế còn một vế nữa là kim quyết giáng thần, bất tử anh hùng nguyên tự cổ, tức là ngài giáng thần, tức là hiển thần ở cái đất này, lúc nào người đã chết nhưng vẫn còn như là người anh hùng không chết, và tự cổ nay vẫn còn có danh tiếng. Tưởng nhớ ngày mất của tướng quân Đinh Điền và phu nhân, cán bộ và nhân dân thôn Kim Đằng đều làm lễ dâng hương và mở hội. Trong phần lễ có các cụ cao niên trong làng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương và nhân dân dâng hương ôn lại truyền thống đấu tranh giành lại độc lập dân tộc của tướng quân Đinh Điền. Trong những ngày diễn ra lễ hội, ngoài tổ chức rước kiệu còn có các trò chơi dân gian truyền thống như chọi gà, múa lân, hát nói, hát chống quân, múa rối nước và tái hiện các trò chơi mà xưa kia tướng quân Đinh Điền thường tổ chức để nâng cao sức khỏe cho binh sĩ. Ngoài ra, đây cũng là dịp để góp phần xây dựng tình đoàn kết xóm thôn, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đền Kim Đằng gắn liền với quần thể di tích Phố Hiến, tạo ra cảnh quan đẹp trên trục du lịch tâm linh, văn miếu Xích Đằng, chùa Chuông, đền Trần, đền Mẫu, đình Chùa Hiến, đền Kim Đằng. Hy vọng nơi đây sẽ là địa chỉ du lịch hấp dẫn của khách thập phương và đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân đối với công lao thống nhất Giang Sơn, nhà Đinh của tướng quân Đinh Điền.